Chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ cùng các em giải bài tập số 8 sách giáo khoa môn hình học 10 trang 12 bài tổng và hiệu của hai vectơ. Cụ thể bài tập số 8 người ta hỏi cho độ dài của vectơ A cộng B bằng 0, so sánh độ dài phương và hướng của hai vectơ A và vectơ B, được chưa nhau? Chúng ta cùng làm nhá. Chúng ta cũng lại lợi dụng về cái định nghĩa độ dài của một vectơ và định nghĩa phép cộng thôi. Ta có này, độ dài vectơ A cộng vectơ B bằng 0. Kiểu này chỉ có thể xảy ra khi mà vector A cộng vector B phải bằng vector 0 thôi. Vì nếu nó khác vector 0 thì độ dài nó không thể là số 0 được, đúng không nhỉ? Cái này phải bằng vector 0. Vậy điều này thì chỉ tương đương với đó là vector A sẽ phải bằng vector trừ B, được chưa? A bằng trừ B tức là A và B là hai vector đối nhau đấy. Vậy chúng ta có thể kết luận vậy ta có độ dài vector A bằng độ dài vector B, được chưa nhỉ? Vector A và vector B cùng phương phải ngược hướng, được chưa nhỉ? Ngược hướng mà, vì hai vector đối nhau, cùng phương ngược hướng, được chưa? Các em quan sát kỹ lên một lần nữa và chúng ta kết thúc toàn bộ bài tập số 8 tại đây. Bài tập số 8 tương đối ngắn gọn, được chưa nhỉ?